Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin phép chia sẻ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thay đổi màu sắc của một hình ảnh đối tượng tùy thích bằng Photoshop. Và cụ thể trong video hướng dẫn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi màu sắc của cái áo sơ mi này nha các bạn. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay đổi màu sắc của một cái áo từ màu trắng sang nhiều cái màu sắc khác, và thay đổi màu sắc từ một cái áo màu đen sang nhiều màu sắc tùy chọn. Rồi, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thay đổi cái màu sắc của một cái áo sơ mi màu trắng này sang những cái màu sắc khác tùy thích. Thì việc đầu tiên để thay đổi cái màu sắc của cái áo này thì chúng ta phải tạo cái vùng chọn cho cái áo. Đó là việc đầu tiên. Thì có nhiều cách để chúng ta tạo ra cái vùng chọn của cái áo sơ mi này. Các bạn có thể dùng cái công cụ là Quick Selection Tool này, chúng ta lựa chọn cái tạo vùng chọn cho cái áo. Nhưng mình thường thói quen của mình thì mình hay sử dụng tạo vùng chọn bằng cái công cụ Pen Tool. Nên mình sẽ sử dụng cái công cụ Pen Tool để mình tạo vùng chọn nhé. Rồi các bạn chọn vào công cụ Pen Tool này, phím tắt là chữ P. Rồi chúng ta bắt đầu vẽ đưa đường bao quanh cây của cái áo, chúng ta tạo vùng chọn nha các bạn. Rồi, sau khi đã vẽ xong một đường path bằng công cụ Pen Tool xong thì các bạn click chuột phải nha, các bạn chọn Mesh Selection để chúng ta tạo ra các vùng chọn. Rồi chúng ta chọn Feather nó là bằng 0 thôi. Ok. Rồi sau khi đã tạo ra vùng chọn thì các bạn qua bảng Layer, các bạn chọn vào cái icon bên dưới này giùm mình và các bạn chọn vào Solid Color. Rồi các bạn chọn một cái màu khác tùy thích, ví dụ như mình chọn màu đỏ đô đi chẳng hạn. Rồi trên cái layer Solid Color này các bạn chọn cho mình cái chế độ là Multiline. Rồi các bạn thấy là mình đã thay đổi xong màu sắc áo chưa? Bây giờ các bạn thấy nó có màu tối, nó vẫn chưa được tương phản lắm, thì các bạn làm thêm một cái lệnh Convert cho mình nha. Các bạn vào cái icon này tiếp tục, các bạn chọn vào Convert đây, click vào. Rồi các bạn chọn vào cái layer mask, vào là Solid Color lúc nãy đó. Các bạn đưa con trỏ qua bên cái layer mask của cái vùng chọn cái áo này, các bạn nhấn Antenna. Nhấn Antenna vào cái layer mask nha các bạn. Mục đích là chúng ta copy cái layer mask này, cái vùng layer mask này để chúng ta áp dụng luôn cho cái lệnh của Convert chúng ta nha. Nhấn Antenna vào cái layer mask này, các bạn kéo lên cái lệnh Convert này vào cái vùng layer mask, vào cái vùng layer mask của cái lệnh Convert này, các bạn thả ra. Rồi nó sẽ hỏi các bạn có replay layer mask không, các bạn nhấn yes. Rồi ok. Đó là cái chúng ta đã copy cái layer mask của cái layer fill màu sang cái layer Convert nha các bạn. Và bây giờ chúng ta điều chỉnh trên cái lệnh Convert thì nó chỉ áp dụng vào cái vùng chọn của cái áo thôi. Mục đích của chúng ta là thế. Rồi các bạn double click vào cái icon Convert này, chúng ta hiệu chỉnh cho nó tương phản lên một xíu, chúng ta cho nó tối lên một xíu, tạo nó tương phản một xíu nha. Rồi ok. Rồi như bạn thấy thế là chúng ta đã thay đổi xong cái áo từ màu trắng sang nhiều màu. Các bạn sau đó các bạn đổi màu khác, các bạn double click vào cái Solid Color này, cái layer Solid Color này, các bạn chọn nhiều màu khác tùy thích nha. Đó, màu hồng này, rồi màu đỏ, màu xanh lá, màu đen. Thì các bạn khi các bạn muốn đổi sang màu trắng sang màu đen thì các bạn kéo sang cái vùng màu đen, thì các bạn chọn màu xám xám trên này thôi nha, tại nó sẽ ra màu đen. Tại vì nếu các bạn kéo xuống tận đáy này luôn thì nó là cái màu tối vô cực rồi, nên nó sẽ không còn tương phản nữa, nên các bạn sẽ không nhìn thấy những cái khối trên cái áo được. Nên các bạn kéo nó vùng này thôi. Áo màu đen thì thường thường ngoài thực tế thì nó sẽ có ánh sáng vào thì nó sẽ có màu như thế này đó các bạn. Rồi, đó là mình đã hướng dẫn xong cái cách chuyển thay đổi màu sắc từ một áo màu trắng. Còn bây giờ chúng ta thay đổi màu sắc từ một áo màu đen thì như thế nào? Thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái hình cái áo sơ mi màu đen như thế này. Mình sẽ thay đổi cái màu sắc từ áo màu đen sang nhiều màu sắc khác nha các bạn. Rồi, để thay đổi màu sắc cho cái áo này thì việc đầu tiên thì cũng như tương tự, để chúng ta phải tạo cái vùng chọn cho cái áo sơ mi này. Thì mình đã vẽ một đường path sẵn để mình tạo vùng chọn rồi. Thì khi mình vẽ đường path bằng Pen Tool đó, để tạo vùng path thì ở trong cái mục path này nó sẽ có, nó lưu lại một layer này. Thì các bạn vào, nếu các bạn chưa thấy cái công cụ cái thanh path đó, thì các bạn vào Windows này, các bạn mở chọn vào cái thẻ path này thì nó sẽ ra cái thẻ path cho bạn. Rồi tại vì mình đã vẽ sẵn cái đường path rồi nên nó đã lưu vào đây. Thì các bạn đưa con trỏ vào cái layer path này, các bạn nhấn Ctrl, các bạn click vào thì nó sẽ tạo ra vùng chọn cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình qua cái bảng layer cùng làm việc của mình lên đây. Rồi để thay đổi màu sắc thì các bạn cũng tương tự, các bạn chọn vào cái icon bên dưới này trong bảng layer này, các bạn chọn mình cái Solid color, các bạn fill cho mình một cái màu tùy thích thôi, ví dụ màu đỏ đô chẳng hạn, màu đỏ đó đi. Rồi đối với màu trắng là chúng ta lúc nãy chúng ta chọn cái hệ hòa, chúng ta cho hòa màu sắc là chúng ta chọn multiply đúng không? Còn đối với màu đen chúng ta chọn multiply không được nha các bạn. Đối với màu đen thì chúng ta phải chọn cái chế độ là soft light cho mình nha. Rồi soft light để mình cho fill cái màu tươi tươi lên xíu cho bạn dễ hình dung. Rồi ví dụ màu đỏ này đi. Rồi sau đó là chúng ta cũng tạo cho nó một cái lệnh convert, các bạn click vào đây, các bạn cũng click vào convert. Rồi sau đó các bạn cũng copy cái layer mask của cái solid color này, chúng ta áp dụng luôn cho cái layer mask của cái lệnh convert nhé. Các bạn nhấn antenna vào cái layer mask này, các bạn kéo lên cái vùng layer mask của convert, các bạn thả ra. Nó cũng hỏi các bạn là có replay layer mask không, thì các bạn nhấn yes. Rồi bây giờ nó đã áp dụng cái layer mask của cái layer dưới lên cho layer convert của các bạn rồi đó. Rồi các bạn double click vào cái layer, double click vào biểu tượng convert này, ra bảng property thì các bạn chỉnh cho nó sáng lên một xíu. Tại vì áo mình màu đen nên mình phải chỉnh sáng lên một xíu. Bạn sáng khi nào các bạn thấy vừa hợp lý là được. Rồi, đó là chúng ta đã thay đổi màu sắc từ một áo màu đen sang nhiều màu khác. Sau đó các bạn muốn đổi màu khác thì bạn double click vào cái ô màu solid color này, các bạn chọn thôi, chọn nhiều màu khác. Rất đơn giản đúng không các bạn, rất dễ thực hiện thôi. Rồi, còn bây giờ từ một áo màu đen mà chúng ta chuyển thành màu trắng như thế nào? Nếu các bạn double click vào cái solid color, các bạn chọn màu trắng thì nó sẽ ra màu như thế này, nó không ra được nha các bạn. Rồi ok, để mình hướng dẫn các bạn đổi màu sắc từ áo màu đen sang màu trắng như thế nào nhé. Để mình xóa hai cái layer lại này nhé, để mình làm một bài mới. Rồi ok. Rồi để chuyển cái áo màu đen thành áo màu trắng thì mình cũng lấy cái vùng chọn của cái áo lên, mình cũng qua cái thẻ path này các bạn, mình cũng nhấn Ctrl vào cái layer path này, chúng ta click vào để tạo vùng chọn lên và rồi các bạn vào cái thẻ bên dưới trong bảng layer này, các bạn chọn như mình cái lệnh về station. Rồi qua bảng property của Huê Station nha các bạn, cho kéo cái thanh cuối cùng này, line này, bạn kéo lên một xíu, nha. Rồi ok, sau đó từ bảng layer các bạn cũng vào cái icon này này, các bạn chọn lệnh convert. Rồi sau đó các bạn cũng copy cái layer mask của cái mask của áo này, các bạn đưa lên lệnh convert như lúc nãy, tương tự như lúc nãy nha các bạn. Rồi các bạn thả ra. Rồi ok, mục đích là chúng ta để chúng ta áp dụng một cái áo thôi. Rồi các bạn double click vào trên cái layer convert, double click vào biểu tượng này, biểu tượng convert đấy, các bạn cho nó, bạn kéo hai cái thanh này, các bạn thay đổi cho nó sáng lên, khi nào nó thành áo màu trắng thì đó các bạn thấy chưa, mình kéo lên đó thì giờ nó ra áo màu trắng đó các bạn, cho nó sẽ gọi là được đấy. Ok các bạn thấy chưa, từ áo màu đen chúng ta được chuyển thành áo màu trắng rất đơn giản. Rồi ok, mình đã hướng dẫn, thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách thay đổi màu sắc từ một cái áo màu trắng sang áo màu đen và sang nhiều màu khác nhau, rất đơn giản và nhanh chóng, và từ áo màu đen sang áo màu trắng và nhiều màu khác nhau nha các bạn. Các bạn có thể áp dụng cái cách này cho tất cả các đối tượng khác, đối tượng nào các bạn cũng có thể dùng cái cách này để thay đổi màu sắc nó được hết các bạn. Rồi bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy cái video của mình nó hay, hữu ích thì các bạn nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.